Hello nhé, xin chào tất cả các bác. Và ngày hôm nay bên em lại tiếp tục về được những mẫu vỏ loa. Vỏ loa này là vỏ loa xịn nhất trên thị trường các bác nhé. Chất sơn của nó rất là đẹp. Các bác có thể nhìn thấy ở trên màn hình, chất sơn của nó rất đẹp. Để cho bác với mức giá là 1 triệu 500 nghìn đồng cái vỏ này. Còn cái vỏ 6012 này là 1 triệu 200 nghìn. Còn vỏ này là 1 triệu 500 nghìn. Sử dụng gỗ ván ép rất là dày các bác nhé. Đấy, đúng một tấc, một đốt ngón tay luôn. Gỗ ván ép thôi nhá. Gỗ này là chống chịu nước. Đấy. Thanh lý cho các bác đây còn chắc khoảng chục đôi nhá. Để cho bác là 1 triệu 500 nghìn đồng. Các bác về gióng vào những cái đôi loa nhà các bác cho nó thùng vách này, nó rất là chắc chắn và tất cả đều là gỗ ván ép hết. Thì các bác có thể nhìn thấy cả đây nó gỗ ván ép hết này. 1 triệu 500 nghìn đồng gói nhá. Ở bên trong thì là hậu array, hậu lai array, tay sách ở đây. Cái chất sơn của nó thì rất là dày dặn. Các bác có thể nhìn thấy sơn rất là dày nhá. Quá rẻ luôn. Ok, cảm ơn tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong clip lần sau. 1 triệu 500 nghìn đồng. Quá đẹp và quá rẻ.